Dạ, em xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Cô chú ơi, hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão. Hôm qua là ngày 19 thì tháng 6 là ngày Vía Quan Âm. Buổi tối hôm qua thì em có ở lại chút xíu để thắp đèn, hồi hướng cầu nguyện mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát để cho cả năm cũng như là tất cả mười phương pháp giới chúng sanh muôn loài sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành. Trước mặt của chú anh chị á, là hôm qua em có chia sẻ một cái video này ha, là ban quản lý hoa viên đã làm chỗ này nè, của chú anh chị là lót đan rồi, lót gạch rồi, thì tương lai là sẽ có một cái mái che, có thể là có một cái mái che để cho bà con cô bác ngồi che mưa che nắng chỗ này. Còn nếu không có mái che thì sẽ để những hàng ghế ở đây cho bà con cô bác ngồi cho nó sạch sẽ hơn. Nó hoa viên dần dần hoàn thiện và làm cho cái con đường nghệ sĩ trở nên đẹp hơn so với trước đây ha. Vì ở đây có cậu Năm Vũ Linh vào đây, từ ngày cậu Năm Vũ Linh vào đây thì có rất là nhiều cái sự thay đổi. Giống như ở đây cũng có một cái đèn này cả nhà, đèn năng lượng mặt trời đó, để thắp sáng khi vào ban đêm. Thôi thì bây giờ mình sẽ đi vào mộ cậu Năm. Sáng nay mình sẽ mời cậu Năm ăn ăn sáng của chú anh chị. Mời cô Năm ăn sáng. Đây cô chú anh chị, chuối chiên nữa ha. Tiếp tục là chuối chiên và trà nóng. Một bình trà nóng và những trái chuối chiên. Đơn giản, giản dị nhưng mà em thấy nó khá là phù hợp với cậu Năm. Vì cậu Năm, tính tình cậu Năm là sống đơn giản nhẹ nhàng đó nha. Em xin mời cô chú anh chị vào bây giờ, các bạn vào bên trong ha. Cái cây này thì nó chết rồi nè cả nhà ơi. Cái cây mai này nè, nó chết rồi. Em thấy là không có cứu được, sao mà nó chết một bên rồi. Bên đây thì nó từ từ nó héo. Nó héo từ từ rồi cô chú anh chị. Nó không có, có lẽ là nó không sống được nữa rồi. Còn cây bên đây thì tươi tốt ha. Vẫn còn rất là tươi tốt luôn cô chú anh chị. Những cây mai chứng thủy ở đây thì tốt ha. Mời cô chú anh chị. Mình vào tới cậu Năm rồi cô chú anh chị, mình vào cậu Năm mình chào cậu Năm một tiếng ha. Mình tới cô chú anh chị ơi. Cậu Năm ơi, con mới vừa tới, con chào cậu Năm nha. Đó, cậu Năm rồi cô chú anh chị. Thì mình sẽ đặt cái máy xuống rồi mình mời cậu Năm của chú anh chị. Sáng nay thì em mời cậu Năm ăn chuối chiên của chú anh chị. Chuối chiên. Con mời cậu Năm ăn chuối chiên nha. Ngừng nữa hả? Tình cảm. Chị Nhi nói là chăm nửa ly của chú anh chị, nửa ly trà thôi, còn lại phần lại của Tài giống như là tình cảm mình dành cho cậu Năm, mỗi người ít của chú anh chị. Để chào chị. Sao cái bật lửa cái nào nó cũng không cháy hết trời, em quá trời luôn. Mà có mấy kế hoạch cái nào cũng còn ga hết trơn mà nó không có cháy. Mấy cái này dở quá. Hãy
Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Còn tên Tài, kênh YouTube là Tài 66 Vlog. Con cùng với tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube Tài 66 Vlog trong và ngoài nước nguyện cầu cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, pháp danh là Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương ngày 9 tháng 3 năm 2023. Cùng với tất cả mười phương pháp giới chúng sanh, các anh hùng chiến sĩ tử nạn, các hương linh mất trong trận đại dịch Covid-19 vừa qua, sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Chúng con thành tâm hồi hướng cho tất cả chúng sanh muôn loài, dù ở quốc độ nào thì cũng tìm thấy được Phật pháp, nghe được Phật pháp, hiểu được Phật pháp và làm đúng chánh pháp, để cuối đời có thể trở về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Người khen hình tướng của Thái Địa Tạng Bồ Tát dường như thế, thời quyền nhân chi và cầu nhân chi thấy đều thành. Cô Năm ơi, đây là ba nén tâm hương của con cũng như là của tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube Tài 66 Vlog. Nguyện cầu gửi đến cậu Năm, nguyện cầu cho cậu Năm sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Rồi trên trăm miếng đúng không? Thì sáng thì chị Nhi cũng có chăm trà rồi cô chú anh chị, thì em xin phép em chăm thêm chị Nhi chừa lại cho con miếng để bày tỏ lòng yêu thương của mấy anh chị em. Mời con, mời cậu Năm nha, con mời cậu Năm uống nước trà. Tình cảm của mấy chị em đã dành vô đây, con mời cậu Năm nha. Sáng uống trà nóng, ăn bánh chuối, uống cà phê. Chị Nhi sáng mời cậu ăn cái gì vậy? À, cà phê của chị luôn không? À, cà phê nóng của chị ha. Dạ. Sáng thì cái ly cà phê nóng này của chị Nhi, trà nóng chị Nhi. Rửa chưa? Chị để vô đây để em rót cho nó nóng. Chứ có nóng không? Không. Thưa chú anh chị, thì sáng nay đơn giản, nhẹ nhàng, thanh tịnh. Bây giờ mình sẽ đi lau mộ cho cậu Năm nữa của chú anh chị. Wow, phải nói là khung cảnh này khá là đẹp của chú anh chị. Mặt trời đã lên ngay cái mão của Năm luôn cả nha, giống như một hào quang sáng chói vậy. Dạ. Bây giờ mình sẽ đi lau mộ cho cậu Năm cả nha. Cậu ơi, cho cậu, cho con xin phép con lau hình cậu nha. Buổi sáng, Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện cầu cho cậu sớm được vãng sanh, được siêu thoát. Sáng nay thì hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần rồi. Con chúc cậu sớm được về cõi Tây phương Cực Lạc, về cõi an lành, trình độ với Đức Phật A Di Đà. Khá là đẹp không chú anh chị, mặt trời đang đang lên. Hôm nay có thể là nắng gay gắt ha cô chú anh chị, hôm nay có thể là nắng gắt á. Bà con cô bác mình nên viếng đông ha. Mỗi một nén hương là một niềm vui đối với em cô chú anh chị, vì
một nén hương là một cái công đức của phước báo của cầu năm tích góp được cho chú anh chị để có thể sớm về với cõi Tây Phương. Cô chú anh chị ơi, sáng thì sáng nay chưa có khán giả vào ha. Khi em vào thì em chưa thấy có khán giả vào, nên mình phải tranh thủ mình làm để cho mộ cô Năm được sạch sẽ cả nhà, sạch sẽ tươm tắt, chào đón khán giả mới. Ở chỗ mấy cái kẻ này nó cần hay có nước của chú anh chị, mình chọt chỗ đó cái mình thấm nước ra. Ở đây có mấy cái kẻ này, sạch sẽ của chú anh chị ơi, đó là sạch sẽ luôn, sạch sẽ. Mộ cô Năm là xong xuôi sạch sẽ cả nhà, quá đẹp. Ánh nắng chiếu rọi vào hào quang, cả nhà thấy hào quang chiếu chiếu quá đẹp ha. Bây giờ mình sẽ đi bên cậu Năm xong rồi mình giờ qua bên mộ cô Huệ đi cô chú anh chị, qua mộ cô Thanh Kim Huệ ha, mình châm trà cho cô. Cô chú anh chị, bây giờ mình lao cái chung. Thank you.
mình lao cái chung của chú anh chị, lao cái chung xong cái mình sang trà cho cô Huệ. Cô Huệ ơi, con mời cô chung trà nóng buổi sáng nha cô Huệ. Giờ mình đi thắp hương rồi cô chú anh chị, vì sáng ngày mộ chị Tuyết Nhung, chị cũng lau lau mộ cho cô Huệ sạch sẽ rồi cô chú anh chị. Chị Tuyết Nhung hay đến rất là sớm, sớm hơn với mọi người. Tại vì chị là nhân viên ở trong đây đó, nên chị đến rất là sớm, chị lau sạch sẽ rồi cô chú anh chị. Bây giờ mình sẽ đi đốt nhang ha. Đặc biệt là hôm nay mình sẽ đi đốt nhang cho Bác Ngộ. Đụng vòng xong cái mình đốt nhang cho Bác Ngộ cô chú anh chị. Giờ mình sẽ đi thắp hương của chú anh chị, thắp hương vòng vòng cho hàng xóm của cậu Năm. Đây là bắt đầu cả nhà, Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện cầu cho bắt đầu sớm con sanh được siêu thoát về khỏi an lành, khỏi tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Là Bậc Tú đó cả nhà, Tú Bậc Tú là Bậc Đạo Thiên Chúa, con nguyện cầu cho bác sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là Bác Hề Sa, hay mọi người hay còn gọi là bố Hề Sa. Con cũng nguyện cầu cho bác sớm được vãng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm qua thì có người nhà của bác Năm Hùng, ba của nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm tới viếng mộ của chú anh chị. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Trung Huệ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện cầu cho cô Huệ sớm được vãng sanh, được siêu thoát. Đây là bác Nguyễn Văn Còn, Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện cầu cho bác sớm được vãng sanh, được siêu thoát. Đây là vợ của bác Tư Còn nè cả nhà, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện cho soạn giả Nhị Kiều cùng với lại nghệ sĩ nhân dân Tấm Văn sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật.
Buổi sáng nay em cũng không biết nói gì cô chú anh chị, tại vì chưa có chuyện gì để nói nên đi thắp nhang chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem ha. Sáng mới thức dậy không biết nói gì luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Con chào bác Tấn nha, con nguyện cầu cho bác Tấn sớm được vãng sanh, được siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là anh Long của chú anh chị. Anh Long thì quê ở Quảng Bình, mất năm 4 tuổi ha. Hai bên ngôi mộ, hai bên thì chưa có người mất, mộ gió ha của chú anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện cầu cho bác Hải sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi lành, cõi tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý này cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện cầu cho nhạc sĩ sớm được vãng sanh, được siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Là nghệ sĩ nhân dân Văn Châu và con của bác. Em đến đây em đều nhớ thắp hai nén hương hết trơn của chú anh chị. Mình phải thắp hai nén hương vì đây là có hai người, bác Văn Châu và con của bác. Nam mô A Di Đà Phật. Nghệ sĩ Minh Đạt. Nam mô A Di Đà Phật. Là nghệ sĩ ưu tú và đạo diễn Lê Mộng Hoàng. Bác sinh năm 1927 lên của chú anh chị. Mất năm 2017. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Nam mô A Di Đà Phật. To hay. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện cầu cho đạo diễn Lê Văn và vợ bác sớm được vãng sanh. Quá trời những cây nhang nó bị ướt hết của chú anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Mình lấy những cây nhang nó ướt ra, nó đầy bát hương hết trơn. Do trời mưa của chú anh chị nên nó tắt. Nam mô A Di Đà Phật. Phía bên đây là nhạc sĩ Thanh Sơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là nhạc sĩ Vinh Sử nè cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Qua đi chị, qua đi. Nhà thơ Ngô Anh Chương. Nhà thơ Ngô Anh Chương thì mất năm 2017 của chú anh chị. Quê ở Bình Định. Nhà thơ Ngô Anh Chương, trên mộ của nhà thơ Ngô Anh Chương có một cái bài thơ rất là hay. Lần nào em tới đây em cũng phải đọc của chú anh chị. An giấc nghìn thu giữ bụi trần, bạn bè thăm viếng ấm lòng nhân. Sanh tiền bằng hữu bà con quý, về chốn tiền đài vọng cố nhân,
Quyển khách đến đây cho nhắn gửi đôi lời thăm hỏi đến người thân. Âm dương đôi ngã đành xa cách, xin gửi đôi lời cảm tạ ân. Là bài thơ của nhạc sĩ, nhà thơ Ngôn Chương. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là Quái Kiệt Tông Sơn, ông là đạo Thiên Chúa của chú anh chị. Nguyện cầu cho ông về cõi an lành với Chúa. Ôi trời, của chú anh chị. Mình đi qua bên đây của chú anh chị ơi. À, Bắc Nguyệt. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ này trời mưa khá là nhiều, cái nhang nó bị ướt. Đốt xong cháy được nửa cây của chú anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Xong của chú anh chị ơi. Có lẽ là mình sẽ đi qua Bắc Ngộ để thắp hương cho Bắc Ngộ của chú anh chị. Mà Bắc Ngộ mà em hay hôm qua em gọi là ông ngoại đó. Vì có một chị gái nhắn tin với em hãy chăm sóc mộ Bắc Ngộ cũng như là mộ của cậu Năm Vũ Linh gì đó. Kêu ông bằng ông ngoại, ông rất là vui. Của chú anh chị. Đây là buổi sáng tại nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương, rất là bình yên. Hello, xin chào, chào chị, chào chị nha. Thì mình sẽ đi qua mộ của ông ngoại của chú chị. Mình tới này của chú anh chị ạ. Tới nơi rồi. Quá trời chịch mộ của ông nhiều cái bông hoa rơi vãi quá ta. Để mình đi thắp nhang trước cái. Mình đi thắp nhang xong không tính sao của chú anh chị. Thì Bắc Ngộ là một người viết thư xuyên thế kỷ. Nghĩa là ông giúp cho mọi người không mà biết chữ nhiều của chú anh chị. Viết những lá thư gửi đến người thân, gửi đi tất cả các nước trên thế giới luôn. Ông dịch thực, ông viết thư. Ngày xưa thì ông đây là một nhân viên của bưu điện. Sau đó thì ông được đi học, cho đi học tiếng Pháp. Được cho đi học rồi sau đó ông chuyển làm cái nghề viết thư của chú anh chị. Khá là ông là một người được xác lập kỷ lục là người viết thư xuyên thế kỷ, viết thư tình, gọi là viết thư tình xuyên thế kỷ đó. Với lại cũng là một người mà viết thư cuối cùng của Việt Nam đã ra đi và được an táng tại nơi đây của chú anh chị.
Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão. Con tên Tài, con cùng với tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube Tài 66 Vlog trong và ngoài nước nguyện cầu cho ông Dương Văn Ngộ, sinh năm 1930, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương ngày 5 tháng 8 năm 2023. Tại nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương, ông hưởng thọ 94 tuổi. Nguyện cho ông sớm được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Ông ơi, thì sáng nay con gửi cho ông mấy nén hương. Con nguyện cầu cho ông sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ. Như là có dấu chân mấy con gì đó, nó vô cô chú anh chị. Quá nhiều. Và những cái tàn nhang ở đây. Mình quét sơ sơ là cô chú anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện cầu cho ông sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ. Mấy cái con hay là cái dấu chân đi quá trời của chúng chị lắp lắp lại. Em phủ cát lại cho nó đẹp của chúng chị. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Mấy con này của chú anh chị nó ăn mấy cái bông hết trơn, nó dẫm lên á, nó có cái dấu chân á. Quá trời. Mình che che lắp lắp lời của chú anh chị, lắp mấy cái lỗ mà dấu chân của mấy con nó lên nó ăn cái bông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Người nhà thì em được biết là ở Bình Thạnh, đường Phan Văn Hăng, thành phố Hồ Chí Minh đó cô chú anh chị. Thì không có lui tới hàng ngày được thì mình sẵn ở đây thì mình làm phụ luôn, có mình phụ được cô chú anh chị. Mình phụ cho ông, màu mã cho ông nó được đẹp. Vút vút cát lên cho nó láng nè cả nhà, cho nó đẹp. Ông được phải nói là ông được cũng được rất là nhiều bà con cô bác yêu mến của chú anh chị và biết tới nhiều á, vì phải nói là ai mà ra bưu điện Sài Gòn là đều biết ông của chú anh chị, ai mà ra bưu điện Sài Gòn mà hồi xưa cái thời hồi xưa là đều gặp ông và biết ông của chú anh chị. Trang trí lại ngôi nhà của ông khi ông còn lại núm cát như thế này á, mình trang trí lại cho nó đẹp của chú anh chị. Từ từ ông sẽ cũng có cái một cái núm mộ đó. Quá trời nhiều nhen, rút gỡ bớt cho nó gọn của chú anh chị. Nó đẹp liền, để phủi phủi lên là nó đẹp liền của chú anh chị.
Dạ. Mới cho hôm qua chị. Thấy sáng có mấy con nai á vô đạp á. Đó. Sạch sẽ cô chú anh chị ơi. Này mình để góc này để lát nữa mình gom rác một chút. Mấy cái chân nhang này mình tạm thời xin phép này, mình lấy ra mình bỏ riêng để đem đi đốt của chú anh chị. Mình lựa lựa ra mình đem đi đốt thôi, chứ không có bỏ trong rác được. Giờ mình đi đốt nhang thêm cô chú anh chị, đốt nhang thêm cho bác được ấm áp ha.
sạch sẽ lên mộ của bác được vuốt lên, vuốt lên cái nấm mộ nó gọn gàng sạch sẽ láng của chúng chị, nhìn nó rất là đẹp ha. Sáng thì hôm qua thì được an táng ở đây cũng coi như là mở cửa mã luôn rồi cô chú anh chị. Đây cái mía mở cửa mã, ở đây mở cửa mã có cái thang để cho ông lên thì mình đốt nhang thêm cô chú anh chị để cho ông ấm cúng buổi sáng, và thắp thêm đèn cầy, thắp thêm đèn cho ông. Thắp mấy góc luôn của chú anh chị để cho ông được ấm, sáng sớm được ấm áp. Mô cái gì đó. Môi ra Phật. Mình đốt thêm đèn bốn góc của chú anh chị. Đó. Sạch sẽ của chú anh chị ơi. Đây có mấy cái bông. Cắm lên cho mộ bác được đẹp không? Mấy cái bông coi nha. Bông cúc. Đổ mồ hôi hết rồi. Để cô chú anh chị ơi, sau một hồi làm thì mộ bác Ngộ thì cũng xong rồi, cũng sạch sẽ rồi, đẹp rồi, sơ sơ rồi nha. Thôi thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé.